doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 20.000 tỷ đồng hàng hóa cho một Tết âm lịch. Chậm tiến độ nhiều năm, hợp đồng tư vấn dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương đã tăng hơn 340 tỷ đồng sau điều chỉnh. Giảm nhanh sau khi lập đỉnh mới, ngưỡng 30.000 đô la Mỹ một Bitcoin có bền vững. Họ đều hiểu và chấp nhận rủi ro của đồng tiền số này. Xin kính chào quý vị khán giả. Có lẽ không quá khi nói rằng Bitcoin đang là một trong những sản phẩm tài chính nóng nhất thời gian gần đây, liên tục công phá những cái mức đỉnh mới của chính nó. Tuy nhiên, sau những lúc mà tăng mạnh thì lại cũng giảm khá là sâu. Vâng, có lẽ đây là lý do vì sao mà các chuyên gia luôn cảnh báo là các nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng khi đổ tiền vào loại tiền số này. Và trong ít phút tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại diễn biến của đồng tiền số này trong quá khứ để hiểu rõ hơn về sự lên xuống của Bitcoin. Cùng với đó là nhiều thông tin cập nhật khác của bản tin tài chính kinh doanh. Bên cạnh Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA được ký kết và đi vào hiệu lực trong năm nay, dấu ấn quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU còn đến từ gói hỗ trợ lên tới 250 triệu euro từ năm 2015 đến 2020 cùng sự đóng góp chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng. EU đã giúp Việt Nam tiến sát mốc 100% người dân tiếp cận điện năng, nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời áp mái, đã tăng gấp 5 lần so với năm ngoái. Kế hoạch hợp tác về năng lượng giữa hai bên thời gian tới sẽ ra sao? Những chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam thành công trong phát triển năng lượng xanh. Góc nhìn từ đại sứ Giorgio Aliberti, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Xin ông cho biết tại sao Việt Nam là quốc gia duy nhất ngoài EU được nhận gói hỗ trợ lớn nhất về phát triển năng lượng bền vững và kế hoạch sắp tới sẽ như thế nào? Việt Nam là quốc gia phát triển với tốc độ rất nhanh, kể cả trong nhiều năm tới, và điều này đòi hỏi một nhu cầu năng lượng lớn tương ứng. EU rất coi trọng phát triển quan hệ với khu vực ASEAN và cụ thể là Việt Nam. EU và Việt Nam có mối quan hệ bền vững, nhiều thỏa thuận thương mại. Chúng ta là đối tác với nhau. Gói hỗ trợ từ năm 2015 tới năm 2020 đã cho thấy nhiều kết quả tích cực. Khoảng 140 triệu euro trong gói này đang tập trung giải quyết hiệu quả sử dụng năng lượng. Chúng tôi cũng đang tính kế hoạch hỗ trợ cho giai đoạn 2021 tới 2027 để Việt Nam có sự chuyển đổi sang năng lượng xanh mạnh mẽ hơn. Ông đánh giá ra sao về tiềm năng và thách thức trong phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam? Việt Nam có tiềm năng rất lớn cho năng lượng tái tạo. Ở khu vực miền Trung và Nam, gần như có 300 ngày nắng một năm, rất lý tưởng cho điện mặt trời. Đường bờ biển dài hơn 3.400 km, với sức gió trung bình 6 km một giờ, rất phù hợp phát triển điện gió. Việt Nam cần sự đầu tư, và EU cũng có rất nhiều nhà đầu tư tốt, nhưng hạn chế lớn nhất là về khung pháp lý. Nhà đầu tư cần chính phủ có tầm nhìn ổn định trong dài hạn, 30 năm đến 50 năm, với những tuyên bố chính sách rõ ràng, và cần linh hoạt trong việc ban hành chính sách ngắn hạn và trung hạn để giúp thị trường năng lượng tái tạo nói riêng và thị trường điện mặt trời nói chung phát triển bền vững. Ngoài ra, mạng lưới truyền tải cũng gặp vấn đề vì sự bùng nổ điện mặt trời quá nhanh thời gian qua. Điện mặt trời mái nhà thời gian gần đây chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ. Vai trò của mô hình này trong bức tranh năng lượng bền vững là gì? Những dự án dạng này có rất nhiều lợi thế lớn, sạch, phân tán, gần với hộ tiêu thụ, khuyến khích mạnh mẽ tự tiêu thụ và do vậy giúp giảm tải đáng kể lên hệ thống lưới điện. Và hơn thế nữa, đây là một trong số ít dạng phát triển năng lượng tái tạo có thể huy động nguồn lực to lớn từ cộng đồng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với một quốc gia như Việt Nam với dân số đông. Bên cạnh lợi ích kinh tế rõ rệt, việc khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển năng lượng tái tạo thông qua điện mặt trời trên mái nhà là một cách không thể tốt hơn để nâng cao hiểu biết, nhận thức của công chúng về quá trình chuyển dịch năng lượng tất yếu đang diễn ra ngày nay. Tất nhiên, cái gì phát triển nhanh quá cũng có mặt bất cập. Ở Việt Nam, đó là câu chuyện xuất hiện các sản phẩm không đúng tiêu chuẩn chất lượng. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã khép lại bản tin trưa này của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.